Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách lựa chọn hàng tương đương cho cảm biến lưu lượng của ABB. Cụ thể, model FEP311 của ABB hoàn toàn có thể thay thế bằng model PM15LW của AppliSense. Mời mọi người cùng xem hướng dẫn chi tiết về cách chuyển đổi order code một cách hiệu quả.